Trong video ngày hôm nay, các bạn cùng với tôi lại tiếp tục cái cuộc hành trình của các bác tài xế công lông và những chiếc máy xúc vô cùng đẹp mắt các bạn nhé. Video ngày hôm nay là chiếc xe công lông 2,5 khối cát sẽ chở cát lên công trình đổ ben vào trong cái con xóm đường rất là khó đi các bạn nhé. Giới thiệu sơ qua các bạn về chiếc xe công lông tự chế này. Đấy, được trang bị cái hệ thống máy nổ là máy 33 sức ngựa các bạn nhé. Các bạn có thể quan sát thấy cái lốp trước của nó khá là to các bạn. Xe này cũng khá là quen thuộc trong các video của mình được các bạn nhé. Lốp sau là 825/16. Chạy đâu mà chạy tít thế? Chạy trong kia à? Cháu nhìn thấy mấy xe chạy. Con đường hoa rất là đẹp các bạn nhé. Các bạn là chiếc ô tô tải bèn hoa mai rất là khỏe. Ở quê mình thì những chiếc xe công lông và những chiếc xe ô tô tải hoa mai là rất phổ biến luôn nhé. Chiếc xe dàn đang ra đường nên là chiếc xe công lông của chúng ta vẫn phải chờ đằng sau kia.
trình rất là dài thì chiếc xe công lông chúng ta đã đến nơi. Kiến hành trình của bác tài xế cộng đồng rất là đẹp mắt các bạn nhé. Là một công trình đang sàn đắp kế móng nhà đây. Ngày hôm nay các bạn cùng với tôi tiếp tục là những chuyến hành trình của bác tài xế cộng đồng và bánh tự chế siêu khủng sức khỏe các bạn nhé. Chiếc xe cộng đồng được dòng với giá thành 65 triệu đồng. Đấy, được lắp máy động cơ 24. Rất là đa tài. Đấy, vừa lái máy xúc này, vừa lái được công lông luôn các bạn. Chiếc xe được trang bị 4 cụm đơn. Đấy, tổng số lốp trước là 155-12 các bạn nhé. Đấy, và đây là lốp sau của em nó này. 650-16 các bạn. Đúng rồi. Rất là mạnh mẽ. Tài xế công lông anh Lương chạy phải nói là tốc độ rất là nhanh. Và chiếc xe này nó lại đặc biệt là rất là khói các bạn. Chạy tí đi anh. Theo đuôi là bác tài xế Sâm. Nè, hai anh em cùng chạy một chương trình ngày hôm nay.
đây là một công trình đang đổ cái nền sân các bạn nhé. Nay không chạy xe to hả anh? Hai bác tài xế phục vụ công trình ở đây. Chật hẹp các bạn nhé. Bung thì thôi đấy đúng không? Chiếc xe này phải dùng cái hệ thống ben ben cơ lực tì bằng tay các bạn. Năm chuyến nữa anh ạ. Và bây giờ sẽ là chiếc xe thứ hai chuyến vào đây đây. Con dốc rất là sâu, lùi ở đây đúc xuống rất là ghê các bạn nhé. Các bạn tài xế phải rất là cẩn trọng. Ôi ông giật ngang dốc này. Nhức đầu. Quả bánh ngang dốc như vậy thì nó sẽ vách bánh trước lên. Tài xế rất là đẹp mắt. Bây giờ các bạn cùng với tôi để tiếp tục cái hành trình của các tài xế các bạn nhé. Trở lại bãi đây, lưu ý lịch sự là ba chiếc xe công lông đang chờ xếp lốt đây các bạn nhé. Ở những chiếc xe công lông đang chờ để xếp lốt để xúc cát đến công trình. Các bạn tài xế rất là đa tài các bạn nhé. Bạn tài xế nào cũng có thể lái máy xúc rất là nhuần nhuyễn.
cái hành trình dài thì bác tài xế chúng ta đã tới nơi các bạn nhé.